Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Quế Võ. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau nội dung phần tin, mời quý vị và các bạn theo dõi bài Đoàn Thanh niên Sáng Mổ Đảo, nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên thanh niên. Tiếp đó là tiết mục Bảo hiểm xã hội trách nhiệm và quyền lợi. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Cựu chiến binh Quế Võ thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phần tin. Với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và toàn xã hội với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý đối với thanh thiếu nhi trong dịp hè, nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn dân cư bằng các mô hình hoạt động cụ thể để thu hút tập hợp thanh thiếu niên, tạo môi trường an toàn lành mạnh để thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung chương trình của hội trại năm 2022. Tổ chức gia quân tháng thanh niên tình nguyện với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, tổ chức hội trại thanh thiếu nhi cấp huyện. Thời điểm hiện nay, 325 hecta lúa, chủ yếu là BC15 Khang Dân TBR225, nếp các loại và một số giống lúa khác của Ngọc Xá phát triển tốt, lúa đang trong giai đoạn nám bầy. Một số diện tích lúa cấy đầu tay đã bắt đầu đỏ đuôi chuẩn bị cho thu hoạch. Tuy nhiên, do thời tiết nhằm chuẩn bị tốt cho sản xuất lúa vụ mùa, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các xã Việt Hùng, Nhân Hòa, Đại Xuân về quy trình kỹ thuật gieo cấy một số giống lúa mới, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ mùa. Tại các lớp tập huấn, cán bộ chuyên môn của trung tâm trực tiếp truyền đạt hướng dẫn bà con kỹ thuật gieo cấy lúa như cách thực hiện kế hoạch cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội. Đến thời điểm này, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện cho vay ủy thác với tổng dư nợ gần 450 tỷ đồng cho tổ chức Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên huyện. Kết quả hoạt động cho vay ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội đã phản ánh tính tiên tiến của với mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững và động viên cựu chiến binh vươn lên làm giàu trong giai đoạn chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội cựu chiến binh xã Đại Xuân đã tranh thủ mọi thời cơ điều kiện để đẩy mạnh phong trào. Hội đã tổ chức cho cán bộ hội viên đi tham quan học hỏi các mô hình kinh tế trong và ngoài huyện, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ do các cấp tổ chức. Các hội viên đã vận dụng tốt các chính sách kích cầu của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế, tập trung chủ yếu là phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại gia trại hình cho quê hương, để hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã Mổ Đảo đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, tổ chức được nhiều hoạt động sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đang ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bài Đoàn Thanh niên Sáng Mổ Đảo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên thanh niên. Qua 5 năm, Đoàn Thanh niên Sáng Mổ Đảo đã tổ chức được 2 năm buổi thu hút trên 2.000 lượt đoàn viên. Tiết mục Bảo hiểm xã hội, trách nhiệm và quyền lợi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nội dung về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm trung bình tại Việt Nam xảy ra từ 7.000 đến 8.000 vụ tai nạn lao động, làm hơn 800 người chết và hàng nghìn người bị thương. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra không chỉ làm người lao động bị thương tật, suy giảm sức khỏe, tử vong mà còn gây ra nhiều hệ lụy, tổn thất cho gia đình và xã hội. Mất uy tín, thiệt hại về vật chất. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Quế Võ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp đoàn kết động viên hội viên cựu chiến binh, gìn giữ và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên nhiều mặt trận công tác, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và được nhân dân tin tưởng. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Hội Cựu chiến binh huyện Quế Võ thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội Cựu chiến binh huyện Quế Võ hiện có 9.116 hội viên đang sinh hoạt tại 21 cơ sở hội, 112 chi hội. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện đã có nhiều giải pháp phù hợp
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao khi một điều tồi tệ xảy ra, nó thường xảy ra ở thời điểm tồi tệ nhất? Hóa đơn tiền nước, tiền điện, tiền nhà nhất định sẽ ùa đến đúng lúc bạn vừa xài hết số tiền duy nhất còn sót lại. Nó không phải do bạn xui nhất, là do bạn không có phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất mà thôi. Cần hỗ trợ gọi liền F88, hotline 1800-6388. Okusaki Bắc Ninh là một trong những đơn vị chuyên cung cấp ghế massage và máy chạy bộ chính hãng mang thương hiệu Okusaki Nhật Bản. Hiện tại, Okusaki đang triển khai chương trình ưu đãi cực lớn, đồng hành cùng SEA Games 31, mua 1 được 3, mua ghế massage nhận ngay xe đạp thể thao siêu xịn. Chương trình được áp dụng từ ngày mùng 2 đến 31 tháng 5, cơ hội dành cho 20 khách hàng may mắn và nhanh nhất, giảm giá đến 55% tất cả các dòng ghế massage cao cấp, nhận ngay xe đạp thể thao cùng bạt phủ ghế chính hãng. Giảm giá đến 43% với tất cả dòng máy chạy bộ, nhận ngay bàn xoay eo và cân điện tử Bluetooth. Giảm giá đến 43% khi mua xe đạp thể thao tặng ngay cân điện tử. Quý khách hàng hãy đến ngay showroom Okusaki Bắc Ninh để sở hữu ngay chiếc ghế massage, người trợ lý cho sức khỏe vàng cùng chiếc máy chạy bộ đa năng. Showroom Okusaki, số 325 đường Nguyễn Trãi, khu phố Bổ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Liên hệ số điện thoại 0972 251 228 để được tư vấn miễn phí. Vinh đại tràng ruột như đốt, làm sao ăn uống tốt. Cuộc đời bao lo âu, cuộc đời bao lo âu, không sống vui, không sống khỏe mỗi ngày. Có những cơn đau nào ai thấu, chỉ tôi cô đơn tắt lại từng cơn. Ngày đó rồi cũng sẽ đến, ngày đó rồi cũng sẽ đến, cuộc sống phút chốc hóa thành món quà. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lysol Colon chứa ba tỷ bào tử lợi khuẩn, hỗ trợ cải thiện viêm đại tràng. Bác Tèo ơi, bác Tèo ơi. Cô Ngân Thế à, đi đâu mà tất tả thế? Đi chọn lúa giống chứ đi đâu nữa bác. Cơm em lượn mấy vòng chợ mà hóa hết cả mắt, nhiều loại qua trái biết chọn loại nào. Thời vụ thì đến nơi rồi, lo qua. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.